Xin chào anh em. Hôm nay mình làm một cái clip, mình ghi lại cái quá trình mình chữa cho con vịt. Thì con vịt này là hôm qua mình cũng quay cho anh em xem rồi đó. Ngày hôm qua là nó bị, thứ nhất là nó bị tiêu chảy, phân xanh phân trắng. Thứ hai nữa là nó bị nó liệt một chân và nó đi không được, nó nằm là nó bị, nếu mà mình lật ngửa nó ra thì nó không có tự lật ngửa lại được mà nó bại một chân, nó duỗi thẳng về sau á. Đó thì mình chữa theo cái kiểu mà mình phỏng đoán thôi. Đó thì mình dùng cái thứ nhất là cái tầng dày lá, thì cái tầng dày lá hay còn gọi là cái húng chanh đó, thì nó có nhiều loại kháng sinh, đâu ba bốn loại gì đó. Bữa nào mình sẽ có một clip mình chia sẻ lại, mình nói chi tiết cụ thể hơn về cái tầng dày lá cho anh em tham khảo, hoặc là anh em có thể lên lên YouTube thì mình thấy người ta cũng nói chung chung và người ta không không có nói cụ thể chi tiết từng cái loại, cho nên là hôm nào mình sẽ làm một clip mình chia sẻ với anh em cái vấn đề đó. Đó thì thứ nhất là mình phỏng đoán như vậy thôi, thì nó mình cho nó uống cái tầng dày lá đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cho nó uống cây nhầu. Mục đích cái tầng dày lá đó thì mình muốn điều trị cái đường ruột, tức là nó bị tiêu chảy đó. Tiêu chảy thì mình đẩy cái kháng sinh, mà nó có nhiều loại đó, mình đẩy kháng sinh vào để mình chữa cái tiêu chảy. Rồi nó bị đau cái chân đó, nó bại một cái chân thì nó đi không nổi. Nó đi không nổi thì mình dùng cái cây, cái trái nhầu. Đó gọi là cái nước 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 ngâm trái nhầu á. Đó thì mình mục đích mình cho nó uống cái đó thì vì mình phỏng đoán, tại vì cái nhầu á thì thứ nhất là nó cái dinh dưỡng nó nhiều, vitamin khoáng chất rồi axit amin rồi nó nhiều, cho nên là thứ nhất là vừa bổ sung dinh dưỡng, tăng sức cái đề kháng cho nó. Thứ hai nữa là cái công dụng của trái nhầu thì đối với đông y á, thì họ họ nói là nó chữa được cái bệnh mà đau nhức xương khớp. Đó, cho nên là ví dụ như con vịt mà nó bị bại, nó nằm như vậy thì mình phỏng đoán như vậy thôi, thì mình cho nó uống cái trái nhầu, nước trái nhầu xem như thế nào. Thì như anh em thấy đây là ngày hôm qua nó đâu đứng nổi mà bữa nay nó đứng nè, đến giờ nó phóng phóng nó đòi ra nè. Đó thì mình cũng ai cha, bữa nay mạnh dữ, thì mình cũng 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 chưa cho nó ra. Là sáng nay mình quan sát lại thì cái mũi nó vẫn chảy nước nè. Sáng giờ mình cũng chưa đụng chạm gì thì bây giờ nó nhảy nhảy lên rồi, cái mũi nó đụng nước. Thì cái nước tầng dày lá thì hôm qua mình đã trộn, mình dùng hết với lại cái thức ăn mình trộn cho cái bầy vịt ở trong kia nó ăn rồi, cho nên là nó hết rồi. Thì sáng nay mình sẽ, con này thì mình vẫn tiếp tục mình cách ly. À, thứ nhất là sáng nay là nó có thể nó tự nó đứng dậy được rồi nè. Là nãy giờ các bạn nhìn thấy nó có thể phóng 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 ra ngoài luôn á. Nó đòi ra ngoài luôn nè. Thì mình sẽ dùng một một cái lá này thôi, một cái lá tầng dày lá này thôi, thì mình bóp nhuyễn nó ra rồi mình sẽ trộn với cái nước nhầu mình cho nó uống tiếp. Và mình sẽ cho thêm một ít muối vào trong nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ từ giờ tới chiều là mình sẽ không có cho nó ăn nữa, mà mình chỉ cho nó uống cái nước. Thứ nhất là cái lá, một lá tầng dày lá này thôi, mình bóp nhuyễn ra xong rồi mình bỏ thêm một ít muối vô. Rồi mình bỏ thêm cái nước nước trái nhầu vô, rồi mình đè ra mình đổ vô, hoặc là mình kiếm cái bơm bơm tiêm thì không có, chắc chút đi mua cái bơm, mua mua cái bơm mình đổ vô cho nó uống rồi mà để cho nó nhịn từ giờ tới chiều luôn. Thì mục đích mình chữa mà gọi là theo triệu chứng mà theo phỏng đoán đó. Thì ví dụ như nó chảy nước mũi thì có lẽ là bị đường hô hấp, mà đường hô hấp thì cái tầng dày lá này nó cũng có trên người thì nó có thể là nó chữa ho, cho nên là mình phỏng đoán thì mình điều trị theo kiểu đó thôi. Nhưng mà thấy con này là nó ngày hôm nay nó như vậy là mình thấy nó ổn hơn ngày hôm qua rất là nhiều rồi. Còn cái phân á, thì nó vẫn mình vẫn còn nhìn thấy cái phân trắng nhưng mà không biết còn xanh hay không, tại vì nó tối hôm qua thì mình đây nó hết tiêu chảy rồi, nó không có bị tiêu chảy nữa. Và cái phân này thì để mình coi lại, nó cũng hết xanh luôn rồi, nó còn một ít trắng trắng, nhưng mà cái phân, nếu mà phân vịt mà khô khô như vậy là cũng ok thôi, chứ không 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 sao, mới mới có một ngày thôi mà. Đó thì bây giờ mình chữa theo cái kiểu phỏng đoán như vậy. À, mình cho nó uống uống nhiều vào.
gọi là uống cái lá này với muối. Thì muối thì mình mục đích mình nhằm mình sát khuẩn cái đường ruột của nó. Muối thì pha với lượng cũng vừa vừa, một nhúm chút xíu thôi, tại vì mình dùng có một lá này mà nó, thì mình pha với một ít muối rồi cho nó uống và không cho nó ăn luôn, để cho nó khi mà cái này nó đi vào nó sẽ sát khuẩn đường ruột một xíu nữa. Nếu mà nó ổn ổn thì ngày mai thì nó tự đi lại chạy nhảy lanh lẹn rồi thì mình có thể mình bỏ vô trong kia, nhưng mà giờ điều trị cho nó dứt điểm ở đây đã. Đó, thì cái chân nó như vậy là cũng ok, cái chân nó vẫn còn hơi yếu nhưng mà bữa nay tự nó đứng được và tự nó phóng, nãy giờ các bạn cũng thấy là nó muốn phóng ra ngoài đó. Thì như vậy là ok, thì mình tiếp tục mình làm cái này cho nó thử. Đó, chơi chữa xem có nó có khỏi hoàn toàn không. Nếu mà nó khỏi hoàn toàn thì sau này mình cứ những cái trường hợp nào mà bị như vậy thì mình sẽ theo theo công thức này mình làm thôi. Cái thứ hai nữa là mình sẽ tiếp tục mình thử nghiệm trên những cái con vật mà nó bị nặng hơn một chút xíu. Ở dưới cái trại dưới của mình đó, nó hôm qua mình về mình cho nó ăn thì nó có một con, nó đi không nổi, nó bơi, nó tức là cái chân nó cũng muốn liệt luôn á, mà bơi 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 nó bơi dưới đất nó đi vậy chứ nó đi không có nổi luôn. Đó, thì bắt lên trên này thì sợ nó bị bệnh, rồi bắt lên trên này sợ nó lây lan ra, nhưng mà thôi thôi cũng bắt lên rồi nhốt cách ly riêng một khu ra rồi điều trị cho nó xem như thế nào. Chứ còn đối với cái vụ mà đi mà không nổi mà liệt á thì theo cái công thức này mà mình làm là thấy là ok rồi đó. Như con này giờ nó đứng nè, đứng được bình thường chứ hôm qua không không thể nào đứng được vậy luôn, nãy giờ nó còn đòi phóng ra, các bạn cũng thấy rồi chứ đâu phải là đó đó, nó đòi phóng ra vậy. Tương đối khỏe rồi đó nhưng mà chưa cho vô chung. Đó. À, giờ mình tiếp tục mình điều trị đó. Rồi bye bye các bạn nha. Các bạn nào có cái cách chữa nào khác hay hơn thì các bạn chia sẻ giùm mình, rồi anh em mình cùng giao lưu đúc rút kinh nghiệm để mình thực hiện cho nó tốt. Rồi chào các bạn.